nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn tông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, chúng ta quy tụ ở đây, chúng ta dâng lại Chúa Nhật thứ 4 thường niên. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cái quyền năng của Thiên Chúa là quyền năng vô biên. Quyền năng của Ngài xuất phát từ môi miệng của Ngài. Lời của Ngài nói ra thì cả quỷ ma và cũng phải sụp lại Người. Lời nói có một giá trị cao cả trong cuộc đời chúng ta. Ước gì chúng ta cũng học từ Chúa Giêsu, hãy dùng lời nói của mình để nói ra những lời uy quyền để tôn vinh Thiên Chúa, uy quyền để chúng ta biết phục vụ lẫn nhau. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa. Một gia đình xin tạ ơn, xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria nhân ngày giỗ, linh hồn xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và Maria nhân ngày giỗ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết lòng thờ phượng Chúa và thần tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiên tri, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi sẽ nghe lời người, như các ngươi đã xin cùng Thiên Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb.
khi có cuộc đại hội. Và các ngươi nói rằng, tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa. Tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa. Kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi, sự họ đã nói là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi. Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của ta. Người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của ta, mà người sẽ nói nhân danh ta, chính ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ nhân danh ta mà nói lời ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đã tặng thiêu đồ của ta, hãy ra trước thiên nhiên với lời ca ngợi. Chúng ta hãy dương ca để hoan hô người. Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, ca đừng cứng lòng. Hãy tiến lên cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa đấng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dắt, là đoàn chiên thuộc ở tay người. Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, các bạn đừng cứng lòng. Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng quan, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử thách ta, mặc dầu đã thấy công cuộc của ta. Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, các bạn đừng cứng lòng. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình. Và họ bị chia sẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn thánh khiết với Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Ngôi người đã là người và ở giữa chúng ta. Những ai đón nhận người, người sẽ ban cho việc làm con cái Thiên Chúa. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đứng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lớn rằng:
Hỡi ông Giê-xu Na-za-rết, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu quát mắng bảo họ rằng, hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét lên một tiếng, rồi xuất ra khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng, cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho các thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Dân tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Chúa. Chúa Giê-xu ban mắng bảo họ rằng, hãy im đi và ra khỏi người này. Và lập tức các thần ô uế đã trục xuất ra những người từ đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời của Thiên Chúa qua lời Chúa Giê-xu, Ngài là một lời có uy quyền. Và đây cũng là một, như một người nói, đây có phải là một nền giáo lý mới hay không? Chúng ta biết rằng trong cuộc sống hàng ngày hôm nay, giống như trong tuần vừa qua, cũng có rất là nhiều người tới hỏi con rằng, trời ơi, con có đi xem bói được không? Trời ơi, vậy con có xem bói có tội hay không? Hay là làm tất cả mọi điều mà do con người làm ra? Thế thì con hỏi trả lời là một, khi ông, anh hay là chị nghe những người ta nói như vậy, anh cảm thế nào? Và người ta cũng trả lời rằng, lời những người bói hay những người xem thì người ta nói rằng những điều rất là tuyệt vời và hợp ý con, và làm con cũng thấy là nó như là cái chuyện của con đang xảy ra. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời người ta nói để thuận theo mình, nhưng có điều đó có thuận theo ý của Thiên Chúa hay không? Bởi vậy, trong tin mừng chúng ta cũng nghe rất nhiều lần khi Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng và Chúa Giê-xu nói lên sự thật, thì dân chúng nói rằng lời của Ngài thật là chói tai. Vâng, sự thật thì mất lòng, nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói lên sự thật khi mà một số kinh sư luật sĩ biệt phái, họ đã làm những điều mà trái với điều giáo ước, trái với luật của Thiên Chúa, đó là luật yêu thương. Thì hôm nay trong tin mừng Thánh Mát-cô cho chúng ta thấy rằng là khởi sự cái việc rao giảng của Ngài, khởi sự cái công cuộc của Ngài là bằng cái việc Ngài đến ở đền thờ ở Capernaum để Ngài đọc lời Chúa, để Ngài rao giảng lời Chúa, để rồi từ đó Ngài làm nhiều phép lạ. Thì trong khung cảnh ở vùng Capernaum hôm nay, Thánh Mát-cô đã cho chúng ta thấy sứ vụ đầu tiên của Ngài, đó là ngay trong ngày Sa-bát, cái ngày mà người ta gọi là ngày nghỉ lễ, thì Ngài trước tiên đi vào hội đường. Đi vào hội đường để là gì, làm gì? Để nói cho chúng ta thấy Ngài lắng nghe lời Chúa, hay Ngài tâm sự với Thiên Chúa của Ngài, Thiên Chúa Cha của Ngài, để là điều đầu tiên của mỗi con người. Và từ đó Ngài thấm nhuần lời của Cha, Ngài thấm nhuần ý của Thiên Chúa qua Kinh Thánh, Ngài thấm nhuần ý của Thiên Chúa qua những điều mà được truyền dạy. Thế nên ở đây, ở trong hội đường, có sự xuất hiện của ma quỷ, có xuất hiện có những điều mà những thần ô uế ám, trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu, những thần ô uế đã kêu lên rằng, ông Giê-xu Na-za-rét, ông đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Vâng, cái sự hiện diện của đấng thánh cũng là làm các thần ô uế đã khiếp sợ, vì cái sự ô uế và sự thánh thiện thì không bao giờ song hành cùng nhau, không có đội trời chung với nhau. Và đấng thánh thiện thì có khả năng để triệt diệt trừ ô uế.
lời của Đức Giêsu bây giờ cũng là một lời quyền năng, lời trừ quỷ, lời đã quát mắng, lời đã ra lệnh đầy uy quyền, lời khiến các thành ô uế phải tuân theo. Đó là Ngài nói hãy câm đi, lời hãy xuất ra khỏi người này, và thành ô uế đã nhập vào người làm ấy, người tha hóa bị hư mất đi cái tự do. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta để cho thành ô uế cư ngụ vào con người chúng ta thì có rất nhiều điều xảy ra để làm cho chúng ta làm những điều mà đôi lúc chúng ta không tưởng rằng chúng ta làm những điều ô uế như vậy, và chính như vậy chúng ta trở nên nô lệ của tội lỗi. Và thành ô uế đã làm cho chúng ta càng ngày càng ra rời xa khỏi Thiên Chúa. Và hôm nay Chúa Giêsu, với sự hiện diện của Thiên Chúa, với sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài đã giải thoát anh ta khỏi tội lỗi, giải thoát anh ta khỏi những điều ám muội của ô uế. Và đây là được giải thoát khỏi tình trạng ô uế. Và ngày hôm nay, thế giới hôm nay, chúng ta đang tràn ngập vào một cái xã hội, tràn ngập vào một cái thế giới đầy dậy những ô nhiễm không khí, ô nhiễm bởi những bệnh tật, ô nhiễm bởi những lời nói, ô nhiễm bởi những chất độc hay là thực phẩm. Nhưng mà những điều quan trọng hơn đó là những điều của chúng ta đáng sợ hơn, đó là ô nhiễm về cái tinh thần, ô nhiễm đều trong nằm trong tâm trí của chúng ta, đó mới là đáng sợ. Bởi vì chỉ những điều đó chúng ta không thể tẩy trừ, chỉ có Thiên Chúa tẩy trừ chúng ta. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời của Thiên Chúa đã là lời uy quyền. Nhưng cũng có một số người hỏi rằng tại sao ở gia đình con lại nói ra những lời mà con cái con không nghe? Thì con chỉ hỏi một điều, vậy ông bà anh chị em sống thế nào? Bởi vì khi chúng ta sống thì chúng ta mới chứng minh được lời của chúng ta nói. Và lời nói và việc làm luôn luôn phải đồng hành với nhau. Chính Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta. Trước khi Ngài nói ra những lời uy quyền, Ngài đã sống một cái cuộc sống khiêm hạ, một cuộc sống bình dị, một cuộc sống ở giữa con người. Và hơn thế nữa, Ngài đã dùng lời Chúa, người dùng lời của Thiên Chúa mà người cha của Ngài đã dạy cho. Chính điều đó, chúng ta hãy học từ Chúa Giêsu, hãy lắng nghe lời Ngài. Lắng nghe Ngài không chỉ là trên môi miệng, mà lắng nghe bằng một trái tim yêu thương. Lắng nghe Ngài bằng một cái tâm niệm suy ngẫm, để rồi lời Chúa thấm đậm và trở nên ngọn đèn soi cho chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta gạt đi những cái ác, cái ô nhiễm trần gian, những gạt đi những giàu sang khoái lạc mà chúng ta không cần thiết trong cuộc đời, để rồi chúng ta bỏ buộc cuộc đời của chúng ta, tháp nhập cuộc đời của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô. Và chính Ngài là trung tâm, là cội nguồn, là rễ của đời sống chúng ta. Ước gì chúng ta hiện diện trong thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa lớn lên mỗi ngày, để rồi lời của chúng ta cũng một ngày nào đó cũng trở nên uy quyền trên bản thân chúng ta, uy quyền trong con cái, uy quyền trong cái môi trường chúng ta sống. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta trong bình an. Amen. Mời cùng đoàn chúng ta đứng và dâng kinh tin. Tôi tin một Thiên Chúa, Chúa Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngày nay là con môi Chúa Cha nhờ thánh linh lấy lòng con tin mà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Vậy chúng ta hãy dâng lời nguyện xin: ta sẽ gầy dựng một tiên tri và ta sẽ đặt lời ta vào miệng người. Xin cho quyền binh và sự thánh thiện của hội thánh luôn được tôn trọng, để lời giảng dạy thần khí của đời sống gương mẫu của các chủ chăn thu phục được nhiều người sống trung thành và tin yêu Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi nói là vì ích lợi cho anh em. Xin cho mọi Kitô hữu biết tích cực tham gia vào sứ mệnh ngôn sứ của Đức Kitô qua cuộc sống và đáp ứng những thao thức của con người thời đại, để dấn thân phục vụ anh em đồng loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Có một người bị thần ô uế ám. Xin cho các tội nhân ý thức tình trạng tội lỗi của mình là bị ma quỷ xiềng xích, để họ không phản kháng trước những lời khuyên dạy, nhưng biết khiêm tốn thực tâm trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy im đi và ra khỏi người này. Xin cho mọi người trong giáo đoàn chúng ta biết dùng sức mạnh lời Chúa mà xua trừ những xu hướng xấu, để trở thành những công dân nhiệt thành và thánh thiện của nước trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp dân trong thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa những tâm tình riêng tư của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa xua trừ sức mạnh của thần dữ nơi mỗi người chúng con, để chúng con được sống trong bầu khí thánh thiện yêu thương. Nhờ đó đời sống của chúng con mang lại lợi ích cho phần roi cá nhân và phần nào góp phần vào công cuộc cụ thể của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa là Chúa Cha trời đất, Chúa Thượng Chúa là Rabba, cho chúng con ban lời là sao quan tử là rốt đan và lao lao công của con người chúng con dâng lên Chúa để trở nên ban chuẩn sinh cho chúng con. Chúa đồng nghe Chúa hết muôn đời. Lạy Chúa là Chúa Cha trời đất, Chúa Thượng Chúa là Rabba, cho chúng con rốt này là sáng bóng từ cây nho và lao công của con người chúng con dâng lên Chúa để trở nên mùa hương thiêng liêng cho chúng con. Chúa biết Chúa em muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện ý lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhận được Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chúng ta là Thiên Chúa toàn năng thành người. Chúng con tạ ơn Chúa chính đang phải đạo và đem lại ơn của đời cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đòi mời con người cô, khi chịu khổ hình đã tay xóa tội lỗi chúng con, khi từ bỏ cây chia sông lại đã khai lối vào trốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở nước trời. Vì thế cùng với toàn thể các tinh thần và các thân, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Hay, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đăng cử đến những danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, chúng ta là đấng thân lành mạnh mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa chủ ơn tân thần Chúa ta nói những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nồng mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thầy thứ gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu nhớ ơn mới mà vinh cương sẽ đổ ra cho các con và những người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy trên cuộc đời này ta ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xin đăng học căn cơ tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thắp phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân lên hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiền nhiên trong thân lễ này. Xin dâng lên Chúa những ước nguyện, ý nguyện mà chúng con dâng lên Chúa trong thân lễ hôm nay. Lời tạ ơn xin cho mỗi người chúng con được bình an. Xin cùng nhớ đến các linh hồn Giuse, Maria, Pedro, Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đang chết như con Chúa thì cũng được sống lại. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quê tổ chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai thầy được và hương an sang tôn nhân Chúa. Chúng con đã xin Chúa thân sắp tất cả chúng con cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh
đã sắp đặt lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các mẹ, chúng con được các ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh hiệu và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và vì Ngài là Đấng có uy quyền và ban cho mỗi người chúng ta sống trong thế giới hôm nay được bình an, thế nên chúng ta cùng với Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đây khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và việc trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì công quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy đã là bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an, cho mỗi gia đình chúng con cảm nguyện được tình thương của Thiên Chúa hiền diện nâng đỡ, để chúng con thống nhận tinh thần của Chúa, làm rao giảng tin mừng và hợp nhất theo thân ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Chúa, để đứng xóa tội trần gian của trai đừng mời đến như tiệc chiên Thiên Chúa. Này Chúa, con chẳng nên Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình mở tâm Chúa Giêsu Kitô nhìn chúng con và ban cho con được sống muôn đời. Ngày Chúa Giêsu, con đi phạt Chúa ngự trong vi tinh bình an. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng bước cao đưa Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể đưa Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì con được Chúa phạt.
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tin trên luôn mày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy xin chúc anh chị em ra về bình an. Cảm ơn Chúa. Bằng an cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con.